Xin chào tất cả các bạn, mình sẽ lại bắt đầu với thông tin tình hình dịch Covid chiều ngày hôm nay ngày 2 tháng 8 năm 2021, bao gồm những nội dung như sau. Thì trước khi bắt đầu á, bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha, mình cảm ơn các bạn. Thì đầu tiên là Trung tâm Y tế huyện Bình Đại xin thông báo đến người dân ai có đến khoa cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Bình Đại khám chữa bệnh trong thời gian từ 4 giờ chiều đến 9 giờ 30 phút đêm ngày 29 tháng 7 năm 2021 thì nhanh chóng liên hệ với trạm y tế gần nhất để khai báo y tế hoặc gọi điện đến đường dây nóng của trung tâm y tế là 02753 851 953 để được hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19. Thì cũng trong ngày hôm nay, công an xã Sơn Đông vừa triệt phá một nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay ngày 2 tháng 8, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực tổ 8 ấp 1 xã Sơn Đông có một nhóm đối tượng tụ tập biểu hiện nghi vấn. Công an xã Sơn Đông đã tiến hành kiểm tra, bắt quả tang và phát hiện 3 dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy, tạm giữ 2 xe mô tô. Công an xã đang tiến hành làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin cuối cùng cho bản tin chiều ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre chiều hôm nay ngày 2 tháng 8. Thì theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bến Tre, từ 11 giờ trưa đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, Bến Tre ghi nhận thêm 7 ca mắc mới, bao gồm ở Châu Thành là 2 ca, trong đó là ở ấp 2 Quế Sơn và Khánh Hội Đông ở Tiên Thụy. Thành phố Bến Tre ghi nhận 4 ca ở ấp 3 Sơn Đông và phường 5. Một tài xế đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về Bến Tre có địa chỉ tại Tân Tạo, Tân Bình, trong khu cách ly và phong tỏa là 4 ca, phát hiện ngoài cộng đồng là 2 ca và một ca đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về phát hiện tại chốt nhanh test nhanh cầu Rạch Miễu. Tính đến nay thì Bến Tre có 883 ca dương tính. Thì chiều ngày hôm nay Bến Tre cũng ghi nhận thêm một ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại Bến Tre là lên 12 ca. Tổng số ca ra viện ngày hôm nay là 33 ca, cộng dồn số ra viện là 195 ca. Thì mình cũng xin kết thúc bản tin chiều ngày hôm nay tại đây. Rất là nhiều bạn thắc mắc là vấn đề là video của mình lên chậm, thì mình cũng xin giải thích luôn. Tức là video tất nhiên sẽ lên chậm hơn tất cả những bài viết trên mạng rồi. Các bạn muốn cập nhật tin tức sớm nhất, nhanh nhất, hãy truy cập ngay trang web Yêu Bến Tre và bấm ở bên góc bên dưới có cái chuông á. Thì khi mình có bài viết mới thì mình sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức. Hoặc là các bạn hãy truy cập fanpage của mình trên Facebook là Tin Nhanh Bến Tre, sau đó bấm theo dõi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Chào tạm biệt các bạn.